Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Khoảng 9 giờ ngày 1 tháng 5, một tiếng nổ lớn phát ra tại công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, khiến 6 người chết tại chỗ. Vụ việc được cho là lò hơi bị nổ. Theo ông Nguyễn Văn Tú, phòng kinh doanh công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tại thời điểm có tiếng nổ có khoảng 30 đến 40 công nhân làm việc tại khu vực xảy ra nổ lò hơi. Bước đầu xác định có 6 người chết ở hiện trường, một người đang mổ cấp cứu, 4 người đang chờ đưa vào phòng mổ. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh cho biết ngành y tế đã huy động mọi lực lượng cứu chữa các nạn nhân. Hiện tại thì khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã điều xe cứu thương và bác sĩ điều dưỡng tiếp tục hỗ trợ đưa các nạn nhân về bệnh viện.